핫 펜서 스튜디오. Xin chào các bé. Hôm nay chị sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện về cô bé lọ lem. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một ông già quá vợ, sống trong một căn nhà lớn xinh đẹp với đứa con gái duy nhất. Ông dành cho cô con gái xinh đẹp dễ thương tất cả tình yêu thương ông có và tất cả những gì cô bé muốn để bù đắp sự thiếu thốn tình mẹ. Dù vậy, ông biết rằng con gái ông cần sự chăm sóc của một người mẹ hiền. Ông cưới một phụ nữ có hai cô con gái trẻ tuổi con ông, hy vọng hai cô này sẽ vui đùa với con gái ông. Điều đáng buồn là người bố không may qua đời sớm và bà mẹ kế bắt đầu để lộ tính tình thật sự của bà. Bà lạnh lùng khó khăn, chì chiết, ganh tị với sắc đẹp và nét dịu dàng của cô con chồng. Hai cô con riêng của bà ăn mặc đẹp đẽ, giàu sang, nhưng cô con gái của chồng phải mặc vải trơn, thô ráp và đeo khăn yếm của người đầy tớ, làm đủ mọi việc nặng nhọc nhất trong nhà. Cô bé phải dậy từ trước lúc mặt trời mới chấm mọc, gánh nước, đốt lò lửa, nấu ăn và chùi nhà. Khi cô đã xong việc, cô thường đến gần chỗ lò sưởi và ngồi giữa những tro tàn và gỗ cháy. Vì thế cô tên là cô bé lọ lem. Bà mẹ kế và hai cô con gái ở trong những phòng ngủ rộng xinh đẹp và sang trọng, nhưng cô bé lọ lem chỉ được ở trên căn gác lửng gần dưới mái nhà, nơi mà có các con chuột nhắt sống. Mặc dù đời sống vô cùng cực khổ và buồn tủi như vậy, lọ lem vẫn chăm chỉ làm lụng, sống lạc quan và tin rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với cô. Cô làm bạn với những con chim đến hót ngoài cửa sổ, đánh thức cô dậy mỗi sáng. Cô làm bạn với những con chuột nhắt ở chung phòng với cô. Về phần chúng, đám chuột nhắt vô cùng yêu mến cô vì cô thường cứu chúng ra khỏi những bẫy chuột hay nanh vuốt của những con mèo có tính tình hung dữ của bà mẹ kế. Mỗi buổi sáng, lọ lem lo thức ăn sáng cho cả nhà, tô sữa cho con mèo, xương cho chú chó, lúa mạch cho con ngựa, bắp và ngũ cốc cho những con gà, ngỗng và vịt trong sân nông trại. Sau đó cô mang đĩa thức ăn sáng lên tận phòng cho bà mẹ kế và hai cô em gái. Mang quần áo tao đi ủi và đem về đây nội trong 1 giờ. Cô em thứ ra lệnh. Đừng quên khâu quần áo tao và phải làm cho xong, đừng kéo lê cả một ngày trời. Cô em út đòi hỏi. Mẹ kế ra lệnh. Đem đồ dơ đi giặt và làm tròn bổ phận của mày. Làm sạch tấm thảm đỏ lớn ở phòng ngủ. Rửa các cửa sổ và những tấm thảm lớn nhỏ khác. Thưa mẹ và hai em, vâng, con sẽ đi làm ngay. Lọ lem vui vẻ trả lời và đi làm việc của mình, không một chút buồn rầu. Năm ấy, vua và hoàng hậu bàn tính với các vị đại thần rằng hoàng tử nay đã lớn, cần phải tìm cho hoàng tử một người vợ thật tốt để nối ngôi sau này. Vâng, tâu hoàng thượng, nhưng hoàng tử phải gặp cô gái hoàng tử sẽ yêu mến đã. Nhà ngươi nói đúng, đã đến lúc hoàng tử phải cưới vợ và có một mái ấm gia đình. Chúng ta sẽ mở dạ vũ và mời tất cả những cô gái trẻ trong vương quốc đến. Chắc chắn hoàng tử sẽ phải lòng một cô gái trong số đó. Khi nhận được tin có dạ vũ, hai cô em gái của lọ lem nhảy cẩn lên vì sung sướng. Dạ vũ, tụi mình sẽ đi dạ vũ. Lọ lem nói, chị cũng được mời nữa. Theo lệnh của hoàng gia, mọi thiếu nữ chưa chồng đều được mời. Hai cô em cười phá lên nghĩ rằng lọ lem đi dạ hội trong bộ dạng trách trúi, hôi hám. Nhưng bà mẹ kế với nụ cười nham hiểm nói rằng
Lọ lem có thể đi nếu cô làm xong hết việc nhà. Hai cô em cả ngày chọn quần áo, sửa soạn sắc đẹp, trong khi lọ lem bận việc còn hơn ngày thường. Vì cô còn phải ủi quần áo cho ba mẹ con, thắt nơ áo, chải bụi váy đầm. Khi xe ngựa đến đón bà mẹ ghẻ và hai cô con riêng, thì lọ lem không có được một phút để sửa soạn. Vậy là mày sẽ không đi giả phủ được. Nhưng đừng lo, sẽ có những giả phủ khác sau này. Thế rồi, ba mẹ con lên xe ngựa. Lọ lem vào phòng mình và ngồi xuống, nhìn buồn rầu qua ô cửa sổ hướng về tòa lâu đài ở xa xa, nơi có đèn rực sáng. Bỗng nhiên, một luồng sáng hiện ra sau lưng cô. Nhìn lại sau lưng, cô thấy một chiếc áo giả phủ thật xinh đẹp. Những con chim và chuột, bạn nhỏ của cô, đã dành cho cô một sự ngạc nhiên. Điểm trang bằng những hạt cườm và trang mà chúng tìm thấy trong nhà, cô nhanh chóng mặc vào và chạy xuống cầu thang. Khoan đi đã, mọi người chờ con với. Nhưng khi hai cô em gái thấy lọ lem, chúng la lên giận dữ. Mày ăn cắp ren và cườm của tao! Thế là chúng xé áo quần lọ lem đang mặc ra từng mảnh. Khóc ngất, lọ lem chạy băng qua sân nhà tới ngôi vườn. Cô ngồi bệt xuống và khóc thổn thức. Thôi mình hết cách rồi, mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng cũng chính lúc đó, trong đám bụi sáng kỳ ảo, hiện ra một bà phúc hậu, béo tròn, đội mũ trùm đầu. Đừng nói thế cô bé. Giọng bà ngọt ngào. Lau nước mắt đi nào, con sẽ không đi giả vũ trong khi vẫn khóc lóc như thế. Lọ lem ngừng khóc và hỏi, bà là ai? Ta là bà Tiên, mẹ đối đầu của con. Bà nhẹ nhàng nói, con không còn nhiều thì giờ đâu, bây giờ con kiếm cho ta một trái bí rợ. Lọ lem không hiểu gì, nhưng cô vẫn chạy đi kiếm một trái bí rợ thật bự. Bà Tiên vẫy chiếc đũa tiên và nói những lời làm phép. Trái bí rợ phút chốc biến thành một chiếc xe ngựa kéo. Bây giờ ta cần vài chú chuột nhắt. Bốn chú chuột nhắt bạn nhỏ của lọ lem chạy ra phía trước. Bà Tiên lần này vẫy chiếc đũa, lẩm nhẩm câu chú. Bốn chú chuột nhắt trở thành bốn chú ngựa và được gắn vào trước xe. Cũng một vài cái vẫy của chiếc đũa, bà biến con ngựa già thành gã điều khiển xe ngựa và chú chó thành người mở cửa xe ngựa. Sau cùng bà nói, đến lượt con, hãy đến đây nào. Trong chớp mắt, bà biến lọ lem thành một cô gái ăn mặc dạ hội xinh đẹp, dưới đôi chân lấp lánh một đôi giày bằng pha lê đẹp nhất trần gian. Khi lọ lem leo lên xe ngựa, bà Tiên nghiêm trang dặn nàng, điều quan trọng nhất không được quên là lọ lem không được ở quá 12 giờ đêm, bởi vì nếu nàng ở quá chỉ một phút, mọi sự sẽ trở thành như cũ và nàng lọ lem sẽ trở thành cô bé ăn mặc nghèo khổ. Lọ lem hứa sẽ rời giả vũ trước nửa đêm và nàng vui vẻ đi đến lâu đài hoàng gia. Buổi giả vũ đã bắt đầu khi nàng đến nơi. Vị hoàng tử đang cúi đầu chào các công nương của buổi tiệc theo nghi lễ. Bỗng dưng hoàng tử nhìn lên và nhìn ra ở lối vào, sửng sốt đến mê mẩn khi thấy nàng thiếu nữ xinh đẹp không ai sánh bằng. Hoàng tử bỏ mặc hai cô gái, bước nhanh ra để nắm tay dắt vào sảnh đường cô gái mới đến. Con trai của nhà vua suốt đêm đó không khiêu vũ với ai ngoài cô gái đến sau cùng. Hoàng tử không rời tay lọ lem. Hai cô chị em con bà dì ghẻ và cả bà tự hỏi cô này từ đâu đến. Riêng nhà vua mừng thầm là kế hoạch của ngài đã thành công. Hoàng tử đã gặp được người trong mộng của chàng. Khi đồng hồ của cung điện điểm chuông nửa đêm thì lọ lem chợt nhớ lời dặn của bà Tiên, mẹ đỡ đầu của nàng. Em xin lỗi chàng, em phải về ngay. Nàng thất thanh nói, vụt khỏi tay của hoàng tử và chạy xuống thang lầu. Hoàng tử vội vàng chạy theo sau lưng lọ lem nhằm giữ nàng lại. Một chiếc giày pha lê của nàng rơi ra trên cầu thang, nhưng nàng bỏ mặc, nhanh chân chạy đến cổ xe và leo lên. Khi xe ngựa chạy ra khỏi cổng lâu đài thì chuông đồng hồ điểm lần cuối. Trong phút chốc, lọ lem trở về nguyên hình là một cô gái nghèo khổ, đứng giữa trái bí rợ, con chó,
con người già và 4 con chuột nhắt. Tất cả chỉ còn lại là một chiếc giày pha lê lấp lánh trên một bàn chân của nàng. Sáng hôm sau, nhà vua ra chiếu sẽ hỏi cưới cho hoàng tử, cô gái nào mang vừa chiếc giày pha lê. Đại công tước cầm lệnh truyền và đi khắp vương quốc thử giày. Từ các công chúa đến công nương tới các cô gái dân dã, chẳng có cô nào vừa với chiếc giày. Sau cùng phái đoàn đến nhà của lọ lem. Bà mẹ vui mừng đi đánh thức hai cô con gái lười biếng để giày thử giày, tin rằng một trong hai cô sẽ thử vừa chiếc giày và sẽ trở thành vợ của hoàng tử. Sau khi đó, bà lặng lẽ theo chân lên phòng của lọ lem khi cô bé về phòng để trang điểm sơ qua để ra gặp đại công tước. Bà khóa cửa từ bên ngoài, nhốt kín lọ lem, mặc cho cô bé khóc lóc thảm thiết. Bà thản nhiên bỏ chìa khóa vào túi và xuống lầu. Bà cười gian ác, nhưng bà không biết hai chú chuột nhắt đi theo và nhẹ nhàng ăn cắp chìa khóa khi bà đang bận rộn nhìn hai con của bà thử giày. Đại công tước sau khi nhìn thấy những hai lần thử giày vô vọng của hai cô, lấy lại chiếc giày và chuẩn bị đi đến nhà kế tiếp. Thì ngài nghe tiếng nói từ đằng sau. Đại công tước cho tôi thử giày với. Bà mẹ kế bước tới cản đường lọ lem, nhoẻn miệng. Đại công tước, đây chỉ là con bé đầy tớ nhà tôi. Nhưng đại công tước đẩy bà ra nói, lệnh nhà vua, thiếu nữ nào cũng được thử giày cả. Và lấy chiếc giày pha lê đưa ra. Vì đại công tước bỏ chiếc giày vào chân nàng, chiếc giày vừa vặn, khít khao. Lọ lem bỏ tay vào túi, nhẹ nhàng lôi ra chiếc giày pha lê xinh xắn. Thưa đại công tước, tôi còn giữ chiếc giày pha lê kia ở đây. Đúng lúc đó, bà tiên mở đầu của lọ lem hiện ra, chấm nhẹ đũa thần vào người lọ lem, biến cô bé trở lại là cô thiếu nữ đẹp tuyệt trần hôm trước đã khiêu vũ suốt nửa đêm với hoàng tử. Lọ lem được kiệu hoàng gia đưa về hoàng cung. Ở đó, giữa những lời chúc tụng nồng nhiệt và những tiếng chuông vang lên khắp cung điện, cô bé lọ lem cùng kết hôn với hoàng tử và họ sống hạnh phúc muôn đời bên nhau. Chuyện đến đây đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào những câu chuyện tiếp theo nhé.